Nào, cậu đi quái vật cua khổng lồ của mình lên xe tải thôi các bạn ơi. Ui, con cua khổng lồ này to quá, to hơn cả cái xe tải của mình các bạn ạ. Đấy rồi, vừa xe tải rồi các bạn ơi. À, lại rơi xuống rồi, cậu lại thôi các bạn ạ. Ui, quái vật cua khổng lồ của mình thật là to các bạn ơi. Ui, cậu mãi mà chưa đạt được vào xe này các bạn ạ. Con cua này nó to quá, ui, nó nhấc cả cái ben này của mình lên. Đấy rồi các bạn ơi, mình đặt được con cua lên xe rồi. Nào, bây giờ xe tải của mình đi thôi, kéo cua khổng lồ của mình về thôi các bạn ơi. Hôm nay mình và bạn Thảo sẽ lái ô tô đi chơi này. Ơi, wow, bạn Thảo một cái ô tô mình cho ra cái sân này để bạn ấy học lái mấy ô tô đấy các bạn ạ. Đây này, mình cho bạn Thảo đi lái ô tô đây các bạn ơi. Mình mới mua cho bạn Thảo ơi. Ui, các bạn ơi. Ui, ở trong sân đây mình nhìn thấy con gì thế này. Ui, các bạn ơi, một con cua khổng lồ này, người nó đẹp chưa? Ui, một màu xanh với một màu tím ở trên người này các bạn ạ. Ui, cái càng nó to thế. Bạn cua này có thích lái ô tô không, để cho mình cho bạn đi ô tô cùng bạn Thảo nào. Ui, ui bạn Thảo ơi nè, mình hôm nay mình bắt được con cua to chưa này. Ô tô à, cho bói tao này của mình nhá bạn Thảo ơi. Ui, con cua to chưa này. Nè, bạn thử lái xe xem tìm xem mà ở sân đây mình còn con cua nào không nào. Đi đi thôi, đi xe nào. Ok, kia kia, có một con nữa. Ui, đi xe ra đây bạn Thảo ơi. Ui, đây là một con cua màu tím này các bạn ạ. Wow, ui, một con cua. Nó bị hôm nay trời rất là rét. Nào, đi tìm xem có con nào nữa không. Con cua nó bị cắn không bò được các bạn ạ. Ui, kia. Ui, bạn Thảo ơi, đây lại có một con cua màu tím này. Ui, hay chưa. Ui, cua nó rét quá lắm nè. Làm đi một chỗ này. Nè, bạn lái xe thêm một con không. Đấy ăn. Đi xe này à. Ôi, bạn thả nhà mình lái xe ô tô rất là giỏi luôn các bạn ạ. Ui, đâu. Ui, bạn Thảo lại phát hiện ra. Ở đây lại có một con cua màu hồng này các bạn ơi. Ui, nhiều cua quá, hay thế. Bạn được 4 con cua rồi bạn Thảo ơi, nhiều quá. Nào, bạn thử lái xe đi tìm tiếp xem nào. Nào, bạn đề lên. Đi tiếp. Nào, bắt đầu. Nào, bạn Thảo lái xe đi tiếp xem nào. Đề đi. Đi. Lái xe rất giỏi luôn các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bạn Thảo lại phát hiện ra. Ở đây lại có một con cua màu xanh lá cây nữa này. Wow. Ui, cua nó cóng quá đó các bạn ơi, ở sân này nó lạnh quá sao ấy, toàn nắng pin thôi. Nè, bạn đi tìm xem còn con cua nào không. Ok luôn. Nè, đi xem nào. Sân rất là rộng luôn các bạn ạ. Lái ô tô đi chơi rất sướng luôn. Mình lấy cái bồn kia đi. Đi. Đây, mình sẽ đi theo bạn Thảo xem nào. Nè, đi xem có con gì không. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra. Ôi, ở trong cái đám cỏ này có một con cua màu trắng này. Ui, nó đang đậu ở đây này các bạn ơi. Bắt được một con cua màu trắng này. Có con nữa không? Ui, thử tìm xem. Ui, ở đây lại có một cái vệt màu trắng này bạn Thảo ạ. Đây này. Đây, để mình thử đi. Mình thử bới xem nào. Ui, đây rồi. Ui, một con cua màu trắng này bạn Thảo ạ. Ui, đẹp thế. Wow. Ui, hai càng màu trắng, người màu trắng luôn này. Đẹp chưa? Ui, cho vào đây này các bạn ơi. Nhiều cua chưa? Nè bạn Thảo đưa đi tìm xem. Ui, bạn Thảo ơi, đi lại đây, mình lại phát hiện ra. Đây có một con cua nó đang bò nữa này. Bạn đi lại đây. Ui, bạn đây này. Một con cua màu tím nó đang bò đây này bạn Thảo ơi. Wow. Ui, hôm nay trời ở chỗ mình rất là rét luôn các bạn ạ. 7 độ C. Cua nó đang đi tìm chỗ trốn đấy. Nào, đi tìm xem. Đi ra cái bụi cây để đi tìm xem nào bạn Thảo ơi. Nào, lái xe ra đây. Nào, cua ra đây. Đấy, bạn Thảo bạn mới học lái xe, bạn đi cua rất là nhanh luôn các bạn ạ. Wow. Thích không? Hôm nay đi ô tô thích không bạn Thảo? Ôi, thử vật đi. Từ từ đang để mình tìm xem ở trong bồn cây này có con gì không các bạn ạ. Ui, xem nào lợn. Ui, đây rồi kìa. Bạn Thảo ơi. Ui, một con cua màu trắng, càng màu trắng, người màu tím này. Cho đây này, ui, nhiều cua thế. Đẹp quá các bạn ạ. Nào, bạn Thảo thử đi tiếp xem nào. Vượt chướng ngại vật xem nào, đi lên đây. Ô, nào. Ồ, này xe đi tìm tiếp xem nào. Xem có gặp cua không nào. Rèn. Bạn lái xe rất là nhanh luôn. Ui kia. Đây lại có một con cua màu trắng nữa này các bạn ơi. Ồ, màu trắng ánh xanh này, đẹp chưa.
Wow, nhiều cua quá. Tìm xem còn không? Đố anh Thả tìm được nữa. Ui, đây nữa này, các bạn ơi. Ở đây này có một con cua màu xanh lá cây nữa này. Ui, màu xanh, đây là màu lá chuối các bạn ạ. Đẹp quá. Cho vào đây. Nhiều quá các bạn ơi. Ui, cua này xét con nằm in. Đâu rồi? Đâu, con cua màu tím đâu? Bạn dẫn mình đi xem nào. Wow. Ui, đúng rồi. Bạn Thả phát hiện ra. Ở đây lại có một con cua màu tím này. Wow. Nhiều quá, bạn Thảo ơi, nhiều chưa? Rất nhiều luôn cua. Này bạn Thảo ơi, mình bắt được nhiều cua chưa này? Wow, sao? Thì lái xe đi tìm tiếp cho còn không? Ok. Rồi, đi cua ra ngoài đấy. Đấy, bạn Thảo lái xe rất giỏi luôn. Đi cua ra ngoài xem nào. Phóng lên, tiến lên ạ. Ồ. Các bạn nó đi rất là nhanh luôn các bạn ơi. Tiếp xem là đi tìm thêm còn không? Ôi, hình như hết rồi sao ấy, trong sân này bắt được nhiều cua quá các bạn ạ. Giờ mình sẽ mang các bạn cua về nhà đây các bạn ơi. Thôi, mình xin chào các bạn nhá.